Dự báo thời tiết đêm 18 và ngày 19 tháng 9 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.